Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản đồng ý với đề xuất về việc thí điểm thực hiện dự án dịch vụ xe đạp công cộng TNGO trên địa bàn thành phố Hải Dương. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép triển khai thí điểm dự án dịch vụ xe đạp công cộng TNGO trên địa bàn thành phố Hải Dương theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2022. Sau thời gian thí điểm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương thực hiện tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện thí điểm, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì cùng với các sở ban ngành có liên quan hướng dẫn giám sát Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương triển khai thực hiện theo quy định. Lưu ý, làm rõ phương án tổ chức giao thông đảm bảo an toàn, tránh xung đột, ùn tắc, bổ sung phương án quản lý hệ thống điều hành, bảo vệ tài sản, phương tiện tại trạm.